độ chúng sanh, thấy rất rõ ràng thời tiết, nhân duyên, chúng sanh chín mùi rồi. Lúc chưa chín mùi, đừng có động vào, đừng tự tìm phiền phức. Khi duyên chín mùi rồi thì rất dễ dạy. Chính mình tu, chính mình tu thành rồi, đạt được sự gia trì bởi uy thần của tất cả chư Phật, chúng sanh duyên chín rồi, liền mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì vậy, độ chính mình mới là chân chính độ chúng sanh. Chính mình không nghiêm túc làm thì là giả, không phải thật. Trì giới niệm Phật thì không có một ai là không vãng sanh. Trì giới chính là buông xuống. Buông xuống thân tâm thế giới, không có tham nhiễm đối với những giả tướng của thân tâm thế giới này. Như vậy mới dễ dàng siêu vượt. Nếu như ngũ dục lục trần, tài sắc danh lợi, thức tình ngũ dục còn chưa buông xuống, có thể trì tịnh giới vẫn chưa buông xuống, liền biến thành phước báo nhân thiên. Nếu có thể buông xuống toàn bộ những tập khí phiền não này thì hoàn toàn biến thành công đức vô lượng thù thắng. Công đức này giúp bạn nâng cao phẩm vị vãng sanh. Hoàn toàn ở trong khoảng một niệm của chính mình. Cho nên nhất định phải nhìn thấu là giả thôi, không có gì là thật. Biết rằng toàn bộ đều là giả thì đối với nó không một chút lưu luyến, sẽ không phân biệt. Nếu như có thể làm đến không khởi tâm không động niệm là thành công. Đây chính là Hoa Nghiêm Tam Muội, đây chính là niệm Phật Tam Muội. Nói là Tam Muội gì cũng được. Tam Muội chính là sự hưởng thụ bình thường. Ví dụ, chúng ta ăn cơm, rau quả chua ngọt đắng cay mặn. Lúc chúng ta ăn thì phải lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Chua ngọt đắng cay mặn đều không biết, cũng không có. Vậy có tính là khai ngộ không? Không tính. Tại sao vậy? Bạn là người ngu, làm sao mà chua ngọt đắng cay mặn đều không biết? Còn nếu biết thì sao? Biết thì bạn là phàm phu. Vậy bạn làm sao rõ rõ ràng ràng, rất là sáng suốt, trí huệ, nhưng như như bất động, không bị chua ngọt đắng cay mặn lay chuyển? Chuyển là thế nào? Tôi thích món này, không thích món kia. Có thể đem chua ngọt đắng cay mặn xem thành pháp bình đẳng. Tất cả đều là giả, không có gì là thật. Do tâm hiện thức biến, đó là thật hiểu rõ rồi. Thức ăn vào đến trong miệng có sinh ra biến hóa không? Có. Không phải sự biến hóa của chúng ta. Chúng ta tùy vào vật chất chua, ngọt, đắng, cay, mặn mà khởi ý niệm. Ngài không phải vậy.
Ngài ở trong đó. Sanh tâm bình đẳng, khởi tướng vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta nếm được mùi vị là chua ngọt đắng cay mặn, quý ngài nếm được là diệu pháp. Không giống nhau. Đạo lý này chúng ta phải hiểu, cũng không khó hiểu. Ăn uống gì ở đâu cũng tốt, không có điều gì là không tốt, không nên kén chọn. Sinh nhật của lão hòa thượng, mọi người làm một bàn đồ chay cho ngài, ngài cũng không ăn một miếng. Đó có phải là chấp trước không? Không phải vậy. Đây là thương xót chúng sanh, nên làm thì hiện này. Hy vọng mọi người đem sở thích này buông xuống, phục hồi như thường. Tâm bình thường là đạo, dạy chúng ta như vậy. Người làm không sai. Biểu hiện của lão hòa thượng cả đời đều là hoan hoan hỷ hỷ, chỉ có lần đó là không vui. Tại vì sao? Bởi người ta đi vào con đường xa xỉ, là đường hiểm, làm tăng trưởng tâm tham. Tâm tham không có biên giới. Điều này phiền phức rất lớn, cho nên trì giới phải tinh nghiêm. Cuộc sống càng đơn giản càng tốt, là dưỡng tâm. Có tâm tốt, cơ thể liền tốt, tinh thần liền tốt. Dưỡng tâm, không nên xem trọng vật chất. Điều này ngay cả nhà khoa học hiện nay cũng hiểu. 10-20 năm gần đây, nhà cơ học lượng tử đề xuất dùng tâm điều khiển vật. Ý niệm của chúng ta có thể kiểm soát hoàn cảnh vật chất. Điều này có trong Phật Pháp, chính là trong kinh điển thường nói: cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đều nói đến đạo lý này. Chỉ cần tâm thiện, chỉ cần tâm chánh, chân thành, liền có thể chuyển động tất cả hiện tượng vật chất. Gần với chúng ta nhất chính cơ thể của chính mình, sau đó mới tới hoàn cảnh sinh sống chung quanh chúng ta. Đạo lý này nhà khoa học tới 10-20 năm gần đây mới phát hiện. Còn ở trên kinh từ 3.000 năm trước, Phật đã nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ rồi. Người bây giờ xem không hiểu, cổ nhân xem liền hiểu. Tại vì sao? Bởi người xưa tâm thanh tịnh, người hiện nay thì tâm dục vọng siêu vượt cổ nhân ngàn lần vạn lần. Đây là sự thật. Tâm người xưa không có dục vọng, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thế nào cũng hoan hỷ. Đạt được không có tướng hoan hỷ, mất đi cũng không buồn. Tâm vĩnh viễn duy trì ở trạng thái yên bình.
Mặc dù nhà Nho không có nghiêm khắc như nhà Phật, họ có lễ. Hy vọng càng gần an tịnh càng tốt, không nên cách quá xa. Cho nên nhà Nho chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Họ tu phước báo là phước báo nhân thiên. Nhà Phật tu mong xuất ly luân hồi, xuất ly luân hồi nhất định phải đoạn. Không chỉ hàng phục mà phải đoạn. Chúng ta muốn vãng sanh thế giới cực lạc, vĩnh viễn thoát ly lục đạo luân hồi, vĩnh viễn siêu vượt mười pháp giới, thì giới định huệ rất là quan trọng. Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, quan trọng nhất là biết điều thuận. Định ở nơi nào? Sáu căn định ở trong cảnh giới sáu trần. Mắt nhìn sắc, nhãn thức ở trong sắc tướng mà nhập định. Đó gọi là điều trực định. Định là gì? Không có nhiễm ô, không có phân biệt. Thấy sắc, thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch. Đó là huệ. Chiếu kiến, phàm phu khi thấy thì liền khởi ý niệm, khởi phân biệt, khởi chấp trước. Đó chính là lục đạo. Cái thấy của chúng sanh lục đạo, cái thấy của Phật Bồ Tát, cái thấy của người tiểu thừa khác nhau với chúng ta. Cái thấy của người tiểu thừa không có chấp trước, cái thấy của người đại thừa không có phân biệt. Cái thấy của Pháp Thân Bồ Tát căn bản là không có khởi tâm động niệm. Quý vị thấy giới định huệ hòa vào với nhau, không có mà phân biệt. Đó gọi là chánh tâm hạnh xứ, cũng dịch thành đẳng trì. Đẳng trì là bình đẳng, trì là bảo trì. Chư Phật Bồ Tát sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm bệnh của chúng ta là sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần phân biệt chấp trước, chấp trước kiên cố sai. Tại sao không buông xuống? Bởi quý vị không thấu hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là gì? Trên kinh Kim Cang nói hay nhất: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Nếu quý vị là thực sự sáng tỏ, thực sự giác ngộ rồi, mộng huyễn bào ảnh làm sao chấp trước? Trong lúc đang ngủ có nằm mộng, sau khi tỉnh dậy thì dấu vết của mộng cũng tìm không thấy. Tự nhiên buông xuống, điềm nhiên như không. Đó là tu hành của Phật Pháp. Hành là hành vi, tu là tu chính. Sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta, khởi tâm động niệm sai lầm, vô minh phiền não cần buông xuống, phân biệt cần buông xuống, chấp trước. Kiến tư phiền não rất cần buông xuống. Lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não tạo thành. Thập pháp giới là do vô minh phiền não tạo thành. Chỉ cần quý vị buông xuống vô minh thì thập pháp giới không còn nữa. Buông xuống chấp trước thì lục đạo không còn nữa. Cần sáng tỏ đại đạo lý này, đó gọi là nhìn thấu.
Sau khi nhìn thấu thì đừng nên để trong tâm. Để trong tâm là chưa nhìn thấu. Tập khí quý vị rất nặng, quý vị không đạt thọ dụng. Cho nên sau khi nhìn thấu thì nhất định buông xuống. Buông xuống là biểu hiện quý vị thực sự nhìn thấu. Nhìn thấu mà buông xuống không được, đó là giả, chưa có thực sự nhìn thấu. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, danh từ của Phật giáo gọi là chỉ quán. Quán là nhìn thấu, chỉ là buông xuống. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là vô lượng. Ngay trong vạn pháp, nhưng với bất kỳ pháp nào cũng không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, chính là xuất sanh vô lượng tam muội. Cũng chính là nói, quý vị đối với vô lượng vô biên, nhà Phật nói biến pháp giới hư không giới, bao gồm tất cả cảnh giới. Quý vị thấy được, nghe được, văn được, tiếp xúc được, đều không khởi tâm động niệm. Đó gọi là vô lượng tam muội, là chân công phu. Vì sao sinh ra vô lượng tam muội? Bởi quý vị biết được tất cả các hiện tượng đều không phải là thật. Phàm gì có tướng đều là hư vọng. Từ đâu mà đến vậy? Từ tự tánh sanh ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là tự tánh, là chân không. Sở sanh của vạn pháp gọi là diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, chân không, bất không. Tại vì sao? Nó có thể sanh. Diệu hữu toàn bộ đều là giả, không có một thứ gì là thật. Cho nên phải buông xuống. Buông xuống sạch sẽ thì quý vị được đại tự tại. Quý vị vui vẻ vô cùng, trí huệ hiện tiền. Trí huệ này là từ tâm tánh lưu xuất ra, không phải do học được. Biểu hiện ở nơi nào, bất luận người ta hỏi quý vị vấn đề gì, quý vị đều có thể trả lời, còn trả lời đầy đủ đạo lý. Dù cho quý vị có học hay không, đó là trí huệ. Những gì học được đều là tri thức, không phải trí huệ. Trí huệ không phải từ học mà được, bởi do từ trong tam muội sanh ra. Quý vị xem xuất sanh nải chí vô lượng tam muội, sau đó tam muội sanh ra vô lượng trí huệ. Cho nên nhà Phật chú trọng thiền định. Thiền định không phải ngồi xếp bằng đối diện vách. Ngồi xếp bằng đối diện vách đó là sơ học. Thiền định của trẻ em lớp mẫu giáo cần có khuôn có mẫu. Thiền định là thế nào? Sáu căn trong cảnh giới không động tâm gọi là thiền định. Mắt ở trên sắc không động tâm, nhãn căn ở trong sắc trần nhập định. Tai nghe âm thanh không động tâm, không khởi tâm, không động niệm. Nhĩ căn ở trong thanh trần nhập định. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Mũi ở trong hương trần nhập định, lưỡi ở trong vị trần nhập định. Ăn vị gì đều bình đẳng, không có chua ngọt, đắng cay, mặn. Nếu như không có chua ngọt, đắng cay, mặn thì thành người gỗ rồi. Vậy là bệnh rồi. Lưỡi có bệnh, có chua ngọt, đắng cay, mặn, nhưng không phân biệt chấp trước của chua ngọt, đắng cay, mặn. Điều này rất hay.
đầy đủ tam học giới định huệ. Mắt đầy đủ, tai đầy đủ, mũi đầy đủ, lưỡi đầy đủ, thân đầy đủ, ý đầy đủ. Thật có vị đạo. Vị đạo này rốt ráo viên mãn ở thế giới cực lạc. Cho nên quý vị thật làm rõ ràng thì chỉ mong sao bây giờ đi được nhanh. Còn có điều gì tốt bằng chứ? Ngài Hải Hiền niệm niệm đều muốn vãng sanh, Ngài không muốn ở, là Phật yêu cầu Ngài. Ngài gặp A-di-đà Phật, tôi ước đoán là trên 10 lần. Rất quen thuộc rồi, với A-di-đà Phật rồi, thường ở chung một chỗ. Vì chúng ta làm chứng minh thế giới cực lạc thật có, A-di-đà Phật thật có, 48 nguyện tiếp dẫn chúng sanh không phải là giả. Giúp chúng ta kiên định niềm tin, kiên định nguyện tâm, nhất định phải đi. Đến nơi ấy thì tính là thành Phật rồi. Thành Phật đó là một bước đệm, một trạm dừng giữa đường. Ở trạm dừng giữa đường đó để quý vị chuẩn bị xuất phát chính là vô thượng Bồ Đề. Cho nên chúng ta ước lượng rằng lão hòa thượng Hải Hiền niệm Phật niệm tới lý nhất tâm bất loạn thì cần thời gian bao lâu? Theo cách nhìn của tôi là trước sau 40 tuổi thì Ngài đạt tới cảnh giới đó. Thọ mạng do A Di Đà Phật kéo dài, Phật giao cho Ngài sứ mệnh là bảo Ngài biểu pháp. Biểu pháp là gì? Là một đệ tử Phật môn mẫu mực là như thế nào? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là một đệ tử của Tịnh Tông A Di Đà Phật là như thế nào? Trong một đời này nhất định được sanh tịnh độ, viên mãn đại nguyện của chính mình. Biểu pháp là như vậy. Nói với chúng ta thật có thế giới cực lạc. Ngài nhiều lần diện kiến với A Di Đà Phật. Làm sao gặp mặt vậy? Ngài không hề gạt người. Ngài là một người rất chân thật. Cả đời chưa có nói qua câu giả dối. Cả đời chưa từng nóng giận qua. Triệt để buông xuống thân tâm thế giới. Sống ở thế gian này vì người niệm Phật, vì người học Phật mà làm tấm gương tốt nhất. Điều này chúng ta không thể không biết. Từ phẩm hạnh và đạo nghĩa của Ngài, chúng ta có thể thấy rõ ràng, thấy thấu suốt thì tính tâm của chúng ta đối với Tây Phương cực lạc sẽ không còn dao động nữa. Một mục tiêu vĩnh viễn tiến tới. Tâm nguyện chúng ta kiên định sẽ không thay đổi nữa. Những năm cuối đời, Đại sư Liên Trì triệt để buông xuống, thật sự làm tới tam tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác ngộ, 84,000 hành để cho người khác hành. Bạn thích học bộ kinh giáo nào, thích tu pháp môn nào thì quý vị hãy
ai học của người đó đều tốt. Còn ngài quyết một lòng niệm A Di Đà Phật. Các tác phẩm của đại sư Liên Trì và Ngẫu Ích đều rất phong phú, nhưng cuối đời đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn. Đây là tổ sư đại đức, cổ thánh tiên hiền làm tấm gương cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải xem hiểu, phải hiểu được, thật sự xem rõ ràng, xem cho sáng tỏ thì quyết một lòng, tuyệt không dao động. Chúng ta phải phát nguyện giáo hóa chúng sanh. Tôi không đọc qua kinh giáo thì không cách gì phổ độ tất cả chúng sanh căn tánh khác nhau. Cách nói đó cũng có đầy đạo lý, hợp tình, hợp lý. Nhưng mà bạn quên rồi, người thời xưa hoằng pháp độ sanh không phải phàm phu. Tông môn chưa có kiến tánh, giáo hạ chưa có đại khai viên giải, không được giảng kinh. Đại khai viên giải chính là minh tâm kiến tánh. Cho nên tất cả đều là phải cầu sau khi đại triệt đại ngộ mới được giảng kinh, mới được dạy học. Những tác phẩm của bạn mới được truyền cho đời sau. Tại sao vậy? Vì thật sự là Phật tri Phật kiến bây giờ không còn nữa rồi. Trước chúng tôi một đời cũng không có, trên thêm một đời nữa chắc có thể còn. Rất ít rồi. Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta, tự tánh vốn là thanh tịnh, tuyệt đối không có ô nhiễm, vĩnh viễn thanh tịnh. Tự tánh hôm nay của chúng ta có ô nhiễm không? Không. Ngày nay chúng ta nói ô nhiễm là thứ gì ô nhiễm? A là gia ô nhiễm, là vọng tâm. Vọng tâm có ô nhiễm, chân tâm không có ô nhiễm. Vọng tâm là giả thôi. Chỉ cần bạn có thể xả bỏ nó, mấu chốt ở chỗ này, bạn có thể buông xuống. Chúng ta thường nói là buông xuống vọng tưởng, buông xuống tạp niệm. Buông xuống chấp trước chính là buông xuống hết. Ngàn kinh vạn luận cũng dạy chúng ta như vậy. Thời tôi mới học Phật với đại sư Chương Gia, ngày đầu tiên gặp mặt, ngài dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là liễu giải chân tướng, là thật tướng các pháp mà trong kinh nói. Thực tướng là gì? Thực tướng là không. Tự tánh là không. Tự tánh không phải là hiện tượng vật chất, không có vật chất, cũng không có ý niệm, cũng không gì gọi là hiện tượng tự nhiên, điều gì cũng không có, cho nên gọi là không. Không này không phải là không. Bởi nó có thể hiện ra tướng,
Tuy không có ba loại hiện tượng, nhưng có thể hiện ra ba loại hiện tượng ẩn hiện tự tại. Một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Một môn thâm nhập là thiền, huân tu lâu dài đó là định. Không thể học quá nhiều, không thể học quá tạp. Một đời lão hòa thượng Hải Hiền chỉ một câu A Di Đà Phật. Ngài chưa học qua kinh Vô Lượng Thọ, cũng chưa học qua kinh A Di Đà. Thế nào là Kim Cang Bát Nhã? Điều gì cũng chưa học qua, chỉ là một câu A Di Đà Phật, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, mà ngài nắm được pháp môn tổng trị. Nếu như chư vị hỏi tôi, đây là pháp môn tịnh độ, thành tựu của tu hành pháp môn tịnh độ cũng có ba giai đoạn. Thứ nhất là công phu thành phiến, thứ hai là sự nhất tâm bất loạn, thứ ba là lý nhất tâm bất loạn. Lão hòa thượng Hải Hiền khi nào thì hoàn thành được ba đẳng cấp này? Tôi và ngài chưa có gặp mặt nhau, tôi chỉ xem được chiếc đĩa CD này, cũng như quý vị chỉ xem được quyển sách nhỏ này. Phán đoán của tôi, con người ấy bản tính tốt, chính là ngài có đủ thật thà, nghe lời, thật là. Loại căn khí này vô cùng khó có, chỉ cần có được 6 chữ đó thì không có ai mà không thành tựu. Ngài là chân thật, không phải giả dối, thật thà, nghe lời, thật là. Thầy dạy ngài một câu A Di Đà Phật, ngài dùng tâm gì để niệm? Ngài dùng tâm chân thành, ngài dùng tâm thanh tịnh, ngài dùng tâm cung kính. Tâm thái tốt như vậy thì niệm đến công phu thành phiến cao nhất là 3 năm. Ngài 20 tuổi bắt đầu niệm. Tôi ước đoán lúc ngài khoảng 23, 24 tuổi thì ngài đạt được công phu thành phiến. Đạt được công phu thành phiến là có tư cách vãng sanh tịnh độ. Hay nói cách khác, đạt công phu thành phiến thì ngài gặp được A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nhất định hiện thân. Thông thường nói vì ngài thọ ký, tiết lộ thông tin cho ngài, sẽ nói với ngài thọ mạng của ngài còn được bao lâu, đợi đến khi nào con mạng chung ta lại đến tiếp con vãng sanh. Ghi tên ở thế giới cực lạc rồi. Thật có nắm chắc, ngài có thể không hoan hỷ sao? Vẫn còn rất nhiều thời gian còn lại thì gấp rút nỗ lực. Tôi nghĩ vài ba năm, năm năm thì ngài đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn thì đoạn hết kiến tư phiền não rồi. Công phu bình đẳng với A-la-hán là sự nhất tâm. Ngài vẫn chưa vãng sanh, lại thêm 3, 5 năm thì ngài có thể vươn lên đến lý nhất tâm bất loạn. Cho nên ngài chứng được lý nhất tâm bất loạn, đó là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là trong thời gian khoảng chừng từ 30 đến 40 tuổi. Thật hiếm thấy. Tôi tin rằng thọ mạng của ngài không dài đến như vậy, khoảng chừng 70-80 thôi. Mẹ của ngài qua đời lúc 86 tuổi, rất nhẹ nhàng, rất tự tại.
Cho nên Ngài đạt minh tâm kiến tánh, lý nhất tâm bất loạn, khoảng chừng ở trước sau 40 tuổi thì Ngài chứng đắc rồi. Sau khi chứng đắc, A Di Đà Phật nói với Ngài, tán thán Ngài tu hành rất tốt, tu rất là giỏi, hy vọng Ngài trụ lại thêm vài năm, vì đệ tử Phật làm ra tấm gương tốt nhất cho đồng học Tịnh Tông. Cho nên thọ mạng này là do A Di Đà Phật giúp Ngài kéo dài. Đến khi nào Ngài rời khỏi? Đến khi Ngài cầm được một quyển sách. Quyển sách đó là: nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán thán tăng. Con thấy được quyển sách này rồi, A Di Đà Phật nói, ta sẽ đến tiếp dẫn con vãng sanh. Trước mười mấy ngày, khi chưa nhìn thấy quyển sách này, A Di Đà Phật đến nói với Ngài làm chuẩn bị, nói với Ngài gần đến lúc ta đến tiếp con vãng sanh rồi. Cho nên Ngài đi khắp nơi để chào từ biệt, đi thăm viếng những người bạn cũ, bạn đồng tu, đều gặp mặt quan tâm thăm hỏi. Nhìn thấy quyển sách đó, thật có người đem quyển sách đó tặng cho Ngài. Ngài cầm trên tay như được Phật báo. Tại vì sao? Bởi A Di Đà Phật sắp đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh rồi. Cầm được quyển sách này, Ngài thay áo đắp y, yêu cầu mọi người chụp ảnh cho Ngài. Trong báo cáo nói rõ, cả đời Lão Hòa Thượng từ trước tới nay chưa một lần chủ động yêu cầu người ta chụp ảnh cho Ngài. Chỉ có một lần này. Biểu pháp viên mãn. Sau hai ngày thì Ngài đi rồi. Ngày mà ra đi, Ngài ở vườn rau làm việc cả ngày, từ sáng đến tối. Buổi tối thì ra đi. Thực sự là làm được. Sống một ngày thì làm một ngày. Không có nói đêm nay tôi đi, hôm nay tôi cần nghỉ ngơi một chút. Không có. Biểu diễn là quá tốt. Thế nào là đạo tràng? Đời sống là đạo tràng, công việc là đạo tràng, đối nhân xử thế mọi lúc mọi nơi không đâu mà chẳng phải là đạo tràng. Trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ngoại trừ một câu Phật hiệu ra thì không có gì nữa. Đạt niệm Phật tam muội viên mãn thành tựu. Trong Pháp Hoa Huyền Tán, nói như vậy. Điều này cũng nói rất hay. Đẳng trị. Đẳng là bình đẳng, trì là bảo trì, vĩnh viễn bảo trì bình đẳng. Ý nghĩa của bình đẳng là gì? Có chấp trước là không bình đẳng, có phân biệt là không bình đẳng. Hay nói cách khác, phần trước trên kinh đề chúng ta là thanh tịnh bình đẳng. Bốn chữ này đó là đẳng trì. Quý vị cần bảo trì vĩnh viễn. Đó chính là trong Đại Trí Độ Luận đã nói là chánh tâm hạnh xứ. Chánh niệm là không có vọng tưởng, không có tạp niệm, gọi là chánh niệm. Chánh niệm vô niệm, có niệm thì không chánh, nhưng cũng không thể có điều vô niệm. Có điều vô niệm cũng là có một niệm. Niệm điều gì? Niệm có vô niệm.
Vô niệm cũng không có. Khó. Cách này quá khó rồi. Vậy phải làm sao? A-di-đà Phật có phương pháp. A-di-đà Phật chỉ dạy chúng ta đem trong tâm của quý vị chỉ cúng dường một vị A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra thì điều gì cũng không có. Đây cũng tính là chánh niệm. Tốt. Quý vị có thể đem A-di-đà Phật để ở trong tâm. Ngoài trừ A-di-đà Phật ra, ngay trong đời sống, ngay trong công việc, thật sự không có một ý niệm để ở trong tâm. Làm sự việc, làm xong thì xong rồi, không để trong tâm. Đoạn ác không dính tướng của đoạn ác, tu thiện không dính tướng của tu thiện. Chỉ có một tướng của A-di-đà Phật. Đây là sự thù thắng không gì sánh được của pháp môn Tịnh Tông. Toàn bộ quy về A-di-đà Phật. Tương lai quý vị đi về đâu? Khẳng định là thế giới cực lạc. Quyết định thân cận A-di-đà Phật. Không thể không biết. Thù thắng không gì so sánh được. Tu hành. Mà quý vị hiểu được ý nghĩa của câu này thì quý vị biết tu rồi. Đẳng trì. Đẳng tới mức độ nào? Lão Hòa Thượng Hải Hiền nhập vào cảnh giới đó. Ngài nhìn thấy biến pháp giới, hư không giới, tất cả đều là A-di-đà Phật. Đó gọi là đẳng trì. Chúng ta nhìn thấy đây là người thiện, kia là người ác, là không bình đẳng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Lão Hòa Thượng đã thấy được. Lúc niệm Phật vào buổi tối, trên giường, dưới giường, ở trong nhà, ở ngoài nhà, toàn bộ đều là chúng sanh đang nghe tôi niệm A-di-đà Phật. Cảnh giới như vậy mà hiện tiền thì chính mình cần phải tinh tấn, không nên để trong tâm, mới thực sự lợi ích chúng sanh. Nếu để ở trong tâm thì lợi ích đối với chúng sanh rất có hạn. Không để trong tâm thì lợi ích của công đức là viên mãn. Tại vì sao? Bởi quý vị tương ưng với tánh đức. Để ở trong tâm thì quý vị tương ưng với A-la-gia, tương ưng với mạt na, với ý thức. Đó là tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Nghiệp luân hồi chính là thiện có thiện quả, ác có ác báo, đời đời kiếp kiếp, không ngừng không hết. Quý vị cần phải làm rõ ràng, làm minh bạch thì quý vị cảm thấy quá đáng sợ. Vì sao không niệm Phật? Vì sao không đem Phật để ở trong tâm? Đối với tất cả mọi người không nên phê bình. Phê bình là phê bình chính quý vị. Tại vì sao? Bởi trong tâm quý vị trước tiên có ý niệm đó. Ý niệm bất thiện thì quý vị mới nói người khác bất thiện. Quý vị nghĩ xem, nói người khác bất thiện thì tâm của mình cũng đã biến thành bất thiện. Vẫn là đang nói chuyện trước. Hay nói cách khác, quý vị đã tạo nghiệp của ba đường ác.
Tại vì sao? Trong tâm có ba đường ác, có tham sân si mạn nghi, đó là có ba ác đạo. Nếu mà trong tâm không có, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thì quý vị mới có thể vãng sanh thế giới cực lạc, niệm niệm tương ưng với thế giới cực lạc, niệm niệm tương ưng với A Di Đà Phật. Thế thì xong rồi. Chư vị có thể đem câu nói này của tôi nghe hiểu, nghe sáng tỏ rồi, thì lần này quý vị đến Tu Âm Ba không có uổng công. Nên trong sách Huyền Tán nói, giữ tâm bình đẳng mà đối với cảnh. Mắt đối sắc, tai đối âm thanh, lấy âm thanh làm cảnh. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị. Sáu căn tu định ngay trong cảnh giới. Sáu trần Thiên Thai nói chính là lời của Đại sư Trí Giả. Nếu dùng không huệ soi chiếu các loại pháp môn thiền định thì sanh ra cho đến vô lượng tam muội. Câu nói này rất hay. Không huệ là gì? Chúng ta thường nói buông xuống tất cả, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Đó là cảnh giới thế nào? Đó là tự tánh hiện tiền. Khởi tâm động niệm là vô thủy vô minh phiền não, là gốc của phiền não. Trần xa phiền não, trần xa là ẩn dụ nhiều, là tâm phân biệt. Ý niệm của phân biệt vô lượng vô biên, nhiều như cát bụi vậy. Kiến tư phiền não là chấp trước, tự cho là đúng, ưa thích phê bình người khác, rất nhiều ý kiến không tốt. Phiền não này chế tạo lục đạo luân hồi. Làm sao có thể ở trong cảnh giới mà như như bất động là công phu? Nghe người khác nói chuyện họ mà nói đúng, tương ưng với Phật giảng thì không nói chuyện, gật đầu mỉm cười. Họ mà nói không đúng thì như như bất động, như đang trong thiền định, không nghe thấy. Đây là bề ngoài của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chúng ta cần học, không nên mới nghe đến lập tức liền phát biểu ý kiến. Phải giữ gìn được bình thản. Lúc cần nói thì hãy nói, lúc không nên nói thì đừng nói. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ việc làm phải nghĩ đến chính mình trước, phải chịu trách nhiệm nhân quả. Chính là tôi thường nói, quý vị đang chế tạo luân hồi. Lục đạo như vậy mà sanh ra đó. Cho nên không huệ này hay, thứ gì cũng không chấp trước. Không này là chân không, chính là chân tâm. Tại sao gọi chân tâm là không? Bởi chân tâm không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng của ý niệm, chính là hiện tượng tâm lý, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Nó đang ở đâu? Nó không nơi nào mà không có, không có lúc nào mà không có. Chúng ta không có chút
cảm giác đối với nó. Người có không huệ thì họ khế nhập cảnh giới. Tại sao họ có thể khế nhập? Bởi vì họ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, tự nhiên dung thành một phiến với họ. Đó là pháp thân Bồ Tát. Cho nên có thể sanh ra cho đến vô lượng tam muội. Vô lượng hảo tướng, vô lượng các pháp. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp. Vạn pháp chính là vô lượng. Ngay trong vạn pháp, nhưng với bất kỳ pháp nào cũng không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm, chính là xuất sanh vô lượng tam muội. Cũng chính là nói, quý vị đối với vô lượng vô biên, nhà Phật nói biến pháp giới hư không giới, bao gồm tất cả cảnh giới. Quý vị thấy được, nghe được, văn được, tiếp xúc được, đều không khởi tâm động niệm. Đó gọi là vô lượng tam muội, là chân công phu. Vì sao sinh ra vô lượng tam muội? Bởi quý vị biết được tất cả các hiện tượng đều không phải là thật. Phàm gì có tướng đều là hư vọng. Từ đâu mà đến vậy? Từ tự tánh sanh ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là tự tánh, là chân không. Sở sanh của vạn pháp gọi là diệu hữu. Diệu hữu chẳng có, chân không, bất không. Tại vì sao? Nó có thể sanh. Diệu hữu toàn bộ đều là giả, không có một thứ gì là thật. Cho nên phải buông xuống, buông xuống sạch sẽ thì quý vị được đại tự tại. Quý vị vui vẻ vô cùng, trí huệ hiện tiền. Trí huệ này là từ tâm tánh lưu xuất ra, không phải do học được. Biểu hiện ở nơi nào? Bất luận người ta hỏi quý vị vấn đề gì, quý vị đều có thể trả lời, còn trả lời đầy đủ đạo lý. Dù cho quý vị có học hay không, đó là trí huệ. Những gì học được đều là tri thức, không phải trí huệ. Trí huệ không phải từ học mà được, bởi do từ trong tam muội sanh ra. Quý vị xem xuất sanh nải chí vô lượng tam muội, sau đó tam muội sanh ra vô lượng trí huệ. Cho nên nhà Phật chú trọng thiền định. Thiền định không phải ngồi xếp bằng đối diện vách. Ngồi xếp bằng đối diện vách đó là sơ học. Thiền định của trẻ em lớp mẫu giáo cần có khuôn có mẫu. Thiền định là thế nào? Sáu căn trong cảnh giới không động tâm gọi là thiền định. Mắt ở trên sắc không động tâm, nhãn căn ở trong sắc trần nhập định. Tai nghe âm thanh không động tâm, không khởi tâm, không động niệm. Nhĩ căn ở trong thanh trần nhập định. Mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị. Mũi ở trong hương trần nhập định, lưỡi ở trong vị trần nhập định. Ăn vị gì đều bình đẳng, không có chua ngọt, đắng cay, mặn. Nếu như không có chua ngọt, đắng cay, mặn thì thành người gỗ rồi. Vậy là bệnh rồi. Lưỡi có bệnh, có chua ngọt, đắng cay, mặn, nhưng không phân biệt chấp trước của chua ngọt đắng cay mặn,
Điều này rất hay. Đầy đủ tam học giới định huệ. Mắt đầy đủ, tai đầy đủ, mũi đầy đủ, lưỡi đầy đủ, thân đầy đủ, ý đầy đủ. Thật có vị đạo. Vị đạo này rốt ráo viên mãn ở thế giới cực lạc. Cho nên quý vị thật làm rõ ràng thì chỉ mong sao bây giờ đi được nhanh. Còn có điều gì tốt bằng chứ? Ngài Hải Hiền niệm niệm đều muốn vãng sanh. Ngài không muốn ở, là Phật yêu cầu Ngài. Ngài gặp A-di-đà Phật, tôi ước đoán là trên 10 lần. Rất quen thuộc rồi, với A-di-đà Phật rồi, thường ở chung một chỗ. Vì chúng ta làm chứng minh thế giới cực lạc thật có, A-di-đà Phật thật có, 48 nguyện tiếp dẫn chúng sanh không phải là giả. Giúp chúng ta kiên định niềm tin, kiên định nguyện tâm, nhất định phải đi. Đến nơi ấy thì tính là thành Phật rồi. Thành Phật đó là một bước đệm, một trạm dừng giữa đường. Ở trạm dừng giữa đường đó để quý vị chuẩn bị xuất phát chính là Vô Thượng Bồ Đề. Chúng ta xem phần văn tiếp. Trong kinh này, tiếp theo mà hiện diệt độ. Tiếp theo nói, đắc vô sanh vô diệt chư tam ma địa, là kinh văn tiếp theo. Ý nghĩa này rất sâu. Đều đang biểu pháp, biểu chư đại sĩ. Đại sĩ ở đây chính là 16 chánh sĩ mà phần trước kinh đã nói. 16 đại sĩ là đại biểu cho tất cả những vị Bồ Tát tại gia tham dự trong pháp hội này. Đó là chữ chư. Tuy thị hiện tướng của Niết Bàn, thấy được Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện như tướng của Niết Bàn, nhưng sự thật là Thích Ca Mâu Ni Phật không sanh không diệt, như như pháp thân bình đẳng thường trụ. Ai biết điều này? Không có người biết. Pháp thân Bồ Tát biết. Người học tịnh tông, chân chánh tu học tịnh tông biết. Biết nhưng thế nào? Không chứng được. Pháp thân Bồ Tát không những biết mà chứng được rồi. Thực sự không có sanh diệt, thực sự bình đẳng thường trụ, như như pháp thân chính là thường tịnh quang. Thường chính là không sanh không diệt, tịnh chính là bình đẳng thường trụ. Bình đẳng là không có ô nhiễm, không có dao động. Như như bất động, đó là thanh tịnh pháp thân. Chư đại sĩ này đều là tuân theo Đức Phổ Hiền, từ quả hướng nhân. Pháp môn này ý nghĩa khác nhau với những pháp môn khác. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều là tôn nhân
chứng quả, là từ nhân đến quả. Pháp môn tịnh độ không phải như vậy. Pháp môn tịnh độ là từ quả đến nhân. Tại vì sao A Di Đà Phật là quả cho nên nhanh như vậy? Tôi dùng A Di Đà Phật làm thành nhân của tôi, nhất tâm xưng niệm, một chút nghi ngờ cũng không có, buông xuống vạn duyên, nhất tâm hướng về, thì rất nhanh thành tựu thôi. Vả lại câu Phật hiệu này đầy đủ tất cả, đầy đủ tam học giới định huệ. Đầy đủ tam huệ của Bồ Tát, đầy đủ danh hiệu chư Phật. Tất cả kinh tạng mà chư Phật trong mười phương ba đời vô lượng kiếp đã nói cũng đầy đủ trong câu Phật hiệu này. Quý vị chỉ cần tìm một câu Phật hiệu là đều có toàn bộ rồi, không cần phiền phức nữa. Ai tin tưởng? Lão Hòa Thượng Hải Hiền tin tưởng. Ai thành tựu? Lão Hòa Thượng thành tựu. Ai chứng minh? Lão Hòa Thượng chứng minh. Chúng ta sinh ra trong thời đại này, gặp được lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập kinh, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm tập chú, lão Hòa Thượng Hải Hiền vì chúng ta biểu pháp. Loại duyên thù thắng như vậy đi đâu mà tìm được? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người, nghe Phật pháp không hiếm lạ. Nhưng có thể gặp được bộ kinh này, gặp được bộ chú giải này mới sự thật gọi là hiếm lạ. Tại vì sao? Vì đã đem thế giới Tây Phương Cực Lạc giảng rõ ràng, giảng minh bạch, giảng thấu triệt rồi, giảng đến làm cho những người chúng ta không thể không tin, không thể không học tập. Đó chính là thành công của bộ chú giải. Ở đây đặc biệt nói về chư đại sĩ, ai ai cũng là Đức Tôn Phổ Hiền. Mười đại nguyện hạnh Phổ Hiền không dễ tu. Tại vì sao? Bởi quý ngài dùng chân tâm để tu, vọng tâm không thể tu. Vọng tâm, tâm lượng nhỏ. Tâm lượng của chân tâm lớn, tâm bao thái hư lượng chu xa giới. Chân tâm nhìn tất cả chúng sanh đều bình đẳng, là một thể với tôi. Ngày nay ai đem người khác xem thành một thể với chính mình? Ai có thể làm được? Lại nói với chư vị đồng học, thực sự đem tất cả chúng sanh, tất cả vạn vật xem thành một thể, đó là chính xác. Một chút cũng không có nhìn sai. Tại vì sao? Bởi tương ưng với lục tổ Huệ Năng nói, tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là do tự tánh sinh ra, là nhất thể, cho nên họ không có nhìn sai. Chúng ta nhìn sai rồi. Bây giờ chúng ta mau mau quay đầu, ngay trong đời sống thường ngày, mọi lúc mọi nơi, xem tất cả vạn pháp là một thể. Thường thường thực hành quán như thế, quán 10 năm, 20 năm,
tự nhiên hình thành. Tâm lượng mở ra, không còn tâm hẹp hòi, không còn cống cao ngã mạn nữa, không còn ganh ghét chướng ngại nữa, tất cả đều không còn nữa, không có ác cũng không có thiện. Vậy mới thực sự khế nhập cảnh giới. Thực sự khai ngộ rồi thì giảng là giảng từ tự tánh. Tự tánh hiển lộ ra, không có gì khác so với Phật hiển lộ ra. Chư Phật Như Lai từ tự tánh hiển lộ ra ngàn kinh vạn luận. Bồ Tát cũng như vậy, bao gồm cả A-La-Hán cũng là từ tự tánh hiển lộ ra. Không giống với phàm phu, chúng ta là phàm phu, chỉ có thể giảng chú giải của người xưa. Xem hiểu được thì giảng, xem không hiểu thì đọc qua được rồi, không có sai. Cố chấp không biết mà cho là biết thì phải chịu trách nhiệm nhân quả. Biết như vậy thì cho là vậy, không biết thì cho không biết. Đây là điều hợp lý, chính xác. Gặp được tịnh tông là rất thuận lợi, vì tịnh tông tuyệt đối chính xác, quyết định không có khác biệt, là tương đồng với những gì A Di Đà Phật nói, với những gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Khuyên người niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, có chỗ nào là sai đâu? Nhất định không sai. Đặc biệt tất cả thừa truyền lý niệm học tập của Đại Thừa là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Phương pháp học tập là đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia. Tự hiểu, mục tiêu ở đây là tự hiểu. Tự hiểu chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau kiến tánh mới đi học rộng, đọc nhiều. Tại sao vậy? Dùng kinh điển, dùng chú sớ của cổ thánh tiên hiền để ấn chứng. Tôi khai ngộ rồi, ngộ này của tôi là chân ngộ, không phải là ngộ giả. Nếu như tương ưng với điều nói trong kinh, tương ưng với điều nói trong chú sớ của cổ đại đức thì là chánh tri chánh kiến, không có sai. Dùng đó để so sánh sự ngộ của chính mình với điều nói trong kinh điển, nếu không giống nhau, những gì tôi ngộ so với kinh điển đã nói, với chú giải của cổ đại đức giảng mà không giống nhau, vậy thì phải nên buông xuống sự ngộ của chính mình. Tiếp tục cố công thực hành. Đó là thế nào? 1000 lần này không đủ, tôi đọc tiếp 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần, 4000 lần, tới 1000000 lần. Khẳng định chỗ ngộ sẽ xuất hiện. Lúc niệm kinh không có tạp niệm, không có vọng tưởng, tiếp tục niệm như vậy. Không nên nghĩ ý nghĩa trong kinh là gì, câu này nghĩa là gì, không nên suy nghĩ, không có ý nghĩa. Tuy không có ý nghĩa mà có thể ra vô lượng nghĩa. Tới lúc bạn dùng, bạn mới có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Người với các loại căn tánh khác nhau, bạn chỉ cần nói một lời thì mọi người đều được lợi ích, cũng là lý giải được. Thế gian này không có, trong khoa học không có, trong cổ thánh tiên hiền có, không những ở Trung Hoa có mà nước ngoài cũng có. Ngài Muhammad không phải là người Trung Hoa, là người Ả Rập. Ngài khai ngộ rồi,
Ngài có thể giảng bộ kinh Koran. Ngài không biết chữ. Ngài truyền miệng, người khác ghi lại. Đây là đại kinh căn bản của Hồi giáo. Cho nên khai ngộ không nhất định là kinh Phật. Tôi đọc kinh thánh của Thiên Chúa giáo có khai ngộ được không? Được. Cho nên đọc sách ngàn lần vạn lần không có gì khác, chính là đem vọng tưởng tạp niệm trong tâm bạn trừ đi, khôi phục lại thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, đây chính là tam. Tác dụng của chân tâm là giác, là trí huệ. Cho nên người khác không hỏi bạn thì không có, điều gì cũng không có, bát nhã, vô tri. Khi có người hỏi bạn, tùy hỏi tùy đáp, không cần thông qua suy nghĩ, không cần đợi tôi suy nghĩ đã, không cần, đáp án tự nhiên xuất hiện. Không có gì không biết, bát nhã vô tri, nhưng không gì mà không biết. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Nếu như chúng ta đọc kinh mỗi câu mỗi đoạn đều cầu hiểu ý nghĩa của nó thì cánh cửa khai ngộ liền bế tắc. Những gì bạn học được chỉ là tri thức, thậm chí kinh cũng hiểu sai, đây là chuyện rất có thể. Cho nên Phật pháp là tâm pháp. Phải dùng chân tâm để cảm ứng. Vô số phương pháp, tóm lại mà nói, đều cùng một mục tiêu là hàng phục vọng tâm. Công phu sâu thêm chút nữa là đoạn hết vọng tâm thì chân tâm hiện tiền. Trì giới là vô cùng quan trọng. Trì giới giúp chúng ta hồi phục chân tâm. Bắt đầu làm từ đâu? Từ ngũ giới thập thiện. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật đã nói với chúng ta ba loại tịnh nghiệp. Ngài đem khẩu nghiệp để lên hàng thứ nhất. Khéo hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Thông thường trong kinh Đại Thừa, khi nói đến vấn đề này đều là thân khẩu ý, là thứ tự như vậy. Nhưng ở trong kinh chúng ta đây không phải vậy, mà là khẩu thân ý. Vì sao vậy? Bởi miệng là dễ tạo nghiệp nhất, nên từ đây mà hạ thủ. Khẩu nghiệp thanh tịnh thì thân nghiệp thanh tịnh, không sát, không trộm, không dâm là thân nghiệp thanh tịnh. Nhấn mạnh điều gì? Ý niệm cũng không sanh. Thật là thanh tịnh. Vì ý nghiệp là gốc, không tham, không sân, không si. Tham sân si là tam độc, phiền não. Trong tham thì tình chấp là khó đoạn nhất. Trong tình chấp thì khó đoạn nhất là thân tình. Đây là gốc của phiền não, là mấu chốt nhất của tham, phải hạ thủ từ đó. Sân hận, gốc của sân hận là ngạo mạn. Có lúc chính chúng ta ngạo mạn mà không cảm giác được. Phải quan sát rất tỉ mỉ, đem tập khí ngạo mạn đoạn sạch. Gốc của ngu si là hoài nghi,
không được hoài nghi đối với tự tánh, không được hoài nghi đối với giáo huấn thánh hiền, cũng không được hoài nghi đối với giáo huấn của tổ tông để lại. Tích lũy sự hoài nghi chính là si mê, tích lũy sự ngạo mạn chính là sân hận, tích lũy của thân tình chính là tham dục. Bạn không thể không nhận thức đến nó, phải thực sự nhận thức nó, lìa xa nó. Vì nó chướng ngại đạo nghiệp của chúng ta. Thực sự buông xuống thì trên đạo Bồ Đề được thuận buồm xuôi gió, không có chướng ngại, mới có thể được đại tự tại. Chân chính trì giới niệm Phật phải kiên trì bền vững, vĩnh viễn không thay đổi, thì chúng ta sẽ thường xuyên thấy Phật giống Ngài Hải Hiền vậy. Sự việc này không được nói, nếu như thấy rồi mà thường xuyên khoe khoang trước mặt người khác, bạn xem tôi cũng đã thấy Phật rồi, các bạn còn chưa thấy. Thường xuyên cho bạn nhìn thấy Phật thì không phải là Phật, mà là ma. Ma biến ra thân Phật để mê hoặc bạn. Bạn bị mắc lừa rồi. Tại sao vậy? Bạn nghĩ xem, tất cả tham sân si mạn nghi đều hiện ra. Từ chỗ này để phân biệt, nếu Phật vì bạn mà thị hiện thì tuyệt đối không đem đến phiền não. Tâm chúng ta chưa đoạn tham sân si mạn nghi thì Phật không hiện ra. Tại sao vậy? Vì hiện ra thì tạo thành chướng ngại. Thật đoạn tham sân si mạn nghi rồi thì dù thấy không có tâm hoan hỷ, không có tâm ngạo mạn, không đáng đi nói với người khác. Bạn xem, sư phụ của lão hòa thượng Hải Hiền dạy ngài rõ ràng rồi thì không được nói tùy tiện, không được nói. Cho nên có người hỏi cảnh giới niệm Phật của hòa thượng, lão hòa thượng chỉ cười mà không đáp. Đây chính là câu trả lời cho bạn. Từ biểu hiện của ngài thì bạn phải nhìn thấy, bạn có thể hiểu được. Không có tơ hào khoe khoang. Đây chính là sự bình thường của đạo. Tâm bình thường chính là đạo. Quan sát tỉ mỉ, đạo ở mặc áo ăn cơm, ở trong cuộc sống, ở trong công việc. Công việc của ngài đó là canh tác. Bạn xem từng ly từng chút một, quan sát tỉ mỉ là tuyệt diệu đến không thể tả. Một câu Phật hiệu chưa từng đoạn dứt. Đây là sự thật, không phải giả. Độ chúng sanh thấy rất rõ ràng thời tiết, nhân duyên, chúng sanh chín mùi rồi. Lúc chưa chín mùi, đừng có động vào, đừng tự tìm phiền phức. Khi duyên chín mùi rồi thì rất dễ dạy.
Chính mình tu thành rồi, đạt được sự gia trì bởi uy thần của tất cả chư Phật, chúng sanh duyên chính rồi, liền mới có thể phổ độ chúng sanh. Vì vậy, độ chính mình mới là chân chính độ chúng sanh. Chính mình không nghiêm túc làm thì là giả, không phải thật.